Hello cả nhà xe đạp Nhật Bản, xin chào. Trên màn ảnh của chúng ta là một con xe đạp trục lắp đến từ thương hiệu Marussi ha cả nhà. Thì đây là một con trục lắp 27 inch chạy đùm 3 số sườn thép. Vô chi tiết cho nhà cùng theo dõi một con xe đạp trục lắp Marussi Hot New. Cập nhật với cả nhà là sáng nay mình có lên một con Marussi một con xe cào cào mà lắc co mà bạc trắng bạc hay cả nhà, con xe đã bán rồi. Chiều nay mình lên cho cả nhà một con trục lắp Marussi, xe mới vừa về hay cả nhà. Xe Marussi thì nó sẽ có rất là nhiều đời, ví dụ như đây là cái đời mà hai cây sườn, một cây nhỏ một cây lớn mối hàng nè, nó có đời nhôm giống vậy nữa nè, rồi nó có đời sườn lắc co cũng rắc co thép ha, rắc co thép. Rồi đời này là đời sườn mối hàng hay cả nhà. Marussi con này thì là màu lông chuột nha cả nhà. Đây đùm Shimano Nexus 3 số, con này thì 27 inch. Xe trục lắp thì nó chỉ có 20 xe trục lắp thì nó chỉ có 3 số thôi nha cả nhà, cho nên là cả nhà nào mà có chơi thì chúng ta nên mua đi. Có nhiều người không biết đợi xe 5 số là không có nha, tại vì xe trục lắp nó chỉ có đến 3 số thôi, không có 5 số đâu. Đây cho cả nhà nghe cái tiếng đùm của nó nha. Ngoài cây sườn thép ra ha, ngoài cây sườn thép, ngoài cái lắp ra thì còn lại là niền nè, niền là inox nha, căm inox nè, chân chống inox nè, ba ga inox nè, gác đầu bu nó cũng là inox luôn. Đó, nói chung là ngoài cây sườn ra thì còn lại toàn bộ là đồ inox hết ha cả nhà. Ở trên đây thì cái ghi đông ngang thì nó cũng là inoxy nữa nè. Còn ở dưới đây cũng là inoxy nè, có cái bông tăng là nhôm nguyên khối ha. Con này thì sử dụng Shimano Nexus 3 số nè, cái tay OGK còn zin theo xe ha cả nhà. Đó, con này thì nó có cái khóa cổ nó nằm ở bên đây nè, khi mà chúng ta bật cái đó, cái lock này lên á thì cái cổ nó sẽ cứng lại nha cả nhà. Theo như cái khóa này thì gọi là cái khóa chống ngã đổ á. Còn ví dụ như khi chúng ta muốn mở thì chúng ta mở qua free là nó sẽ mở ha. Hiện tại là đang lock á. Nói chung là nó thiết kế cũng khá là hay. Có đời thì nó sẽ thiết kế ở trên ngay chân chỗ cái cổ đó luôn. Còn có đời thì thiết kế bên hông. Còn có đời thì nó sẽ ăn vào cái cọng dây, nó có một cọng cáp chạy xuống cái chân chống này nè. Khi dựng lên thì tự động nó sẽ khóa lại luôn. Nói chung nhiều đời lắm. Con này thì ngoài trước, đùm trước cũng là đùm năng lượng luôn nha cả nhà. Đây. Đó, khi mà chúng ta đi dưới cái trời tối á, hoặc là trời hơi tối thôi là nó tự động nó phát sáng cái đèn này lên này. Cái đèn LED rất là hay ha. Kêu bằng đùm năng lượng á thì trước sau nó cũng đồng bộ, mà trước thì nó cũng là đồ inox hết ha. Và con xe này cũng lên được cái rổ này chắc là rổ Rayton rồi. Rổ vuông của Rayton là hàng bản Nhật nha cả nhà. Để mình quay thử cái đèn này cho cả nhà coi, tại vì cái đèn này nó có đấu dây vô nè. Bình thường thì mấy cái đèn mình không có đấu dây vô, tại vì khi mà gửi đi nó hay bẻ đồ này kia, nó hay xúc đó, cho nên mình không có gắn ha. Về thì cứ gắn, nó có cái chui ở đây thôi, mình gắn vô thôi nó cũng dễ lắm. Đó, cái đèn này chúng ta nhìn thì nó đơn giản, nó chỉ có máy có ống LED ha, nhưng mà khi mà đi ban đêm nó rất là sáng luôn, cực kỳ sáng luôn. Khi mà chúng ta chạy cái tốc độ tầm khoảng mười mấy 20 km/h là nó tự động nó sáng lên rất là đẹp ha. Tại vì cái này là ba bóng LED nha cả nhà, thấy nó đơn giản như thôi chứ nó là ba bóng LED. À, đây con này thì là size 27 inch ha cả nhà. Đây là một con xe lắp nội địa Nhật này, tem BAA nội địa Nhật này, cái tem đỏ này cũng là của Nhật luôn nha cả nhà. Thì ở thời điểm hiện tại nó có mấy con xe lắp mới mà có mấy anh đại lý á, lấy về bán xe mới 100%, hình như là mình giá 15-16 triệu gì đó. Còn xe này là nội địa Nhật, xe bãi đã qua sử dụng ha cả nhà. Xe này thì tuyển chọn lại là những con xe bãi á, cho nên là cái giá tiền nó rất là dễ chơi, nó tầm khoảng hơn phần nửa xíu thôi. Không vì vậy mà là con xe này không ngon nha cả nhà, tức là nó bỏ bãi thôi, thì mình tuyển lại con xe này, cái lắp còn rất là ngon, bao hàng cho cả nhà xài ha. Xe thì mình sẽ ship toàn quốc từ miền Nam nè, cọc từ 20% giá trị xe trở lên thì mình sẽ bắt đầu ship xe ha cả nhà.
Lúc sáng mình có lên một con sườn rắc co thép mà đi xe số sơn bình thường đó. Con xe đó mình bán về Nam Định rồi ha. Thì con xe lắp thì lên con nào cũng vậy. Ví dụ như con này thì là cái con mới nhất ở thời điểm hiện tại mình có nè. Còn lại mấy cái video trước thì xe mình cũng đã bán hết rồi. Cho nên là khách nào đang lựa chọn một con xe lắp thì xem con xe này ha. Xe cũng còn rất là đẹp, còn khoảng 80%. Cái lắp rất là ngon ha, bao hàng cho cả nhà, cái lắp này ngon. Rồi, Maruti trục lắp này, 27 inch 3 số ha cả nhà. Con xe này mình bán 8,2 triệu cộng phí vận chuyển. Khách nào chơi thì cứ alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại 089 883 1234. Xe đạp Nhật Bản xin chào. Hẹn em cái clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.